Xin chào các bạn đến với bản tin Vlog bóng đá của chúng tôi. Sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Đồng loạt tỏa sáng, hai ngôi sao từ lò Hoàng Anh Gia Lai lọt vào danh sách đặc biệt của huấn luyện viên Tuchel. Theo những nguồn tin mới nhất, lực lượng đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi so với đợt tập trung vào tháng 3. Huấn luyện viên Tuchel dự kiến sẽ chỉ giữ lại khoảng 60% những cái tên trong danh sách cũ. Nhà cầm quân người Pháp sẽ dành 40% còn lại cho các ngôi sao đang chơi bóng tại nước ngoài, một số nhân tố mới và những tài năng trẻ thuộc độ tuổi U22. Thời điểm hiện tại, có hai ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai đang đứng trước cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam là Minh Vương và Văn Toàn. Trước đó, cả hai đã vắng mặt trong đợt tập trung hồi tháng 3. Văn Toàn trở lại sau chấn thương đang ngày càng cho thấy sự thích nghi tốt với môi trường bóng đá Hàn Quốc. Ở trận đấu gần nhất tại K-League 2, tiền đạo người Hải Dương được câu lạc bộ Seoul Newland điền tên vào đội hình xuất phát. Trong những phút có mặt trên sân, Văn Toàn thi đấu xông xáo và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Đáng chú ý nhất là cú sút xa đưa bóng đi trúng sàng ngang. Tốc độ và khả năng đột phá là hai phẩm chất giúp Văn Toàn ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Tuchel. Việc thi đấu tại Hàn Quốc cũng giúp chân sút 27 tuổi càng xử lý bóng một cách gọn gàng và quyết đoán hơn. Tại SEA Games 32, U22 Việt Nam rất chú trọng đến các tình huống tấn công biên và nỗ lực đưa bóng xuống đáy biên, nhưng hiệu quả vẫn chưa ổn định. Văn Toàn rất có thể sẽ trở thành nhân tố giải quyết được bài toán này ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Minh Vương cũng đang trong chuỗi ngày phong độ cao. 6 trận đấu gần nhất trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai tại đấu trường V-League, tiền vệ người Thái Bình có 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Trong trận đấu gặp Thanh Hóa cuối tuần qua, Minh Vương là một siêu phẩm sút xa từ ngoài vòng cấm ngay khi khoảng trống xuất hiện. Một mẫu tiền vệ có khả năng kéo bóng và dứt điểm từ xa như Minh Vương rất phù hợp trong chiến thuật của huấn luyện viên Tuchel. Càng thuận lợi hơn khi hệ thống mà Minh Vương đang chơi tại Hoàng Anh Gia Lai có nhiều điểm tương đồng so với những gì mà huấn luyện viên Tuchel muốn xây dựng cho đội tuyển Việt Nam. Minh Vương và Văn Toàn đều là những tên quen thuộc ở U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam khi huấn luyện viên Park Hang-seo còn nắm quyền. Nhưng dưới thời của huấn luyện viên Tuchel, rất có thể cặp đôi cầu thủ xuất thân từ lò Hoàng Anh Gia Lai sẽ đóng những vai trò mới lạ hơn trong chiến lược bóng đá khác biệt. Ngoài ra, một số cái tên để lại ấn tượng sau vòng đấu V-League vừa qua: Nguyễn Hoàng Đức, câu lạc bộ Viettel. Nguyễn Hoàng Đức trong những năm gần đây đều cho thấy phong độ ổn định và là một cá nhân không thể thiếu cho bộ khung của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng tại vòng 8 vừa qua, cầu thủ 25 tuổi này vừa tạo ra một sự ấn tượng ở vị trí hoàn toàn mới. Như thông thường, Hoàng Đức sẽ được bố trí đá tiền vệ trung tâm để giúp đội bóng luôn chuyển bóng mượt mà hơn và tận dụng kỹ thuật khéo léo của cầu thủ này để thoát pressing. Đây cũng là vị trí sở trường của Hoàng Đức trên đội tuyển quốc gia. Thế nhưng ở trận đấu với câu lạc bộ Top Ben An Bình Định, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã kéo anh lên chơi vị trí một tiền vệ tấn công, chơi gần với vòng cấm. Và ngay lập tức, Hoàng Đức đã tỏa sáng với cú đúp đánh đầu mang về chiến thắng 2-1 cho câu lạc bộ Viettel. Với khả năng chơi tốt ở vị trí mới này, có thể huấn luyện viên Tuchel sẽ đẩy Hoàng Đức lên chơi tiền vệ công trong bối cảnh mà Quang Hải chưa thực sự có được phong độ cao nhất vì thường xuyên không được ra sân tại câu lạc bộ Bo FC. Nguyễn Đức Chiến, câu lạc bộ Viettel. Để Hoàng Đức có thể tỏa sáng, không thể không nhắc đến công lao của Nguyễn Đức Chiến. Tiền vệ người Hà Dương là người chơi chám ở vị trí của Hoàng Đức trong trận đấu vừa qua và anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đức Chiến kết hợp với Jaha đã làm chủ được khu vực trung tuyến trước những tiền vệ cũng có số má bên phía câu lạc bộ Top Bình Định như Văn Triển cũng như là Văn Thuận. Đức Chiến chơi box to box rất ổn, giúp Viettel dễ dàng áp đặt được thế trận trước đối thủ và tạo ra những thuận lợi cho Hoàng Đức tập trung tấn công ở phía trên. Trong khi phòng ngự, anh cũng sẵn sàng bọc lót cho Duy Thường hay là Trương Tiến Anh khi hai tiền vệ biên này lên tham gia tấn công. Đức Chiến là một cầu thủ đa năng, khi cần anh có thể chơi ở vị trí trung vệ. Huấn luyện viên Tuchel cũng rất ưa thích những tiền vệ có lối chơi mạnh mẽ, có thể Đức Chiến sẽ là phương án mà nhà cầm quân người Pháp muốn thử nghiệm ở trận đấu sắp tới. Vũ Văn Thanh, Công An Hà Nội. Văn Thanh đang được thử nghiệm và chơi nhiều hơn ở vị trí tiền vệ công cánh phải trong sơ đồ 4-2-3-1 của Công An Hà Nội. Và anh đang cho thấy sự thích nghi tốt ở vị trí này. Trong chiến thắng 5-3 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, cựu sao của Hoàng Anh Gia Lai đã đóng góp 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Khả năng tấn công của Vũ Văn Thanh là rất tốt, kể cả khi chơi ở vị trí hậu vệ phải hay tiền vệ công cánh phải. Huấn luyện viên Tuchel cũng thường hay tập trung các bàn đánh tấn công của mình bên phía hành lang cánh. Do đó, huấn luyện viên 68 tuổi này có thể đưa Văn Thanh vào một vị trí tấn công trên hàng công trong bối cảnh mà các tiền đạo cánh như Văn Toàn, Công Phượng chưa đảm bảo được chất lượng thi đấu do không được chơi bóng nhiều tại các câu lạc bộ nước ngoài. Lê Văn Hưng, Quảng Nam. Đây là cái tên dù không được chơi tại V-League nhưng đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với huấn luyện viên Tuchel. Lê Văn Hưng chơi ở vị trí trung vệ với chiều cao ấn tượng 1m87. Điều đáng nói là dù chơi ở vị trí trung vệ nhưng Lê Văn Hưng đang thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Quảng Nam ở giải hạng nhất quốc gia. Ở trận đấu với Bình Thuận, Lê Văn Hưng đã gây ấn tượng mạnh với 2 bàn thắng cùng một pha kiến tạo giúp Quảng Nam giành chiến thắng 3-1. Đáng ngạc nhiên hơn là trung vệ này đã ghi 4 trong số 5 bàn thắng của Quảng Nam từ đầu mùa giải trên mọi đấu trường. Thái Lan có động thái lạ sau thất bại trước Indonesia ở SEA Games. Mới đây, tài khoản Instagram chính thức của bóng đá Thái Lan A.Changsuek gây chú ý khi đăng tải hình ảnh voi chiến vô địch AFF Cup 2022 sau khi để vuột mất chức vô địch Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023, tức là SEA Games 32, vào tay của U22 Indonesia. Cụ thể, tại chung kết SEA Games năm nay, U22 Thái Lan đã để thua Indonesia với tỷ số 2-5 sau 120 phút thi đấu. Theo đó, đội bóng xứ sở vạn đảo giành huy chương vàng sau 32 năm, còn Thái Lan chỉ có thể ngậm ngùi tiếp tục ở ngôi vị Á quân với tấm huy chương bạc.
Đáng nói, động thái đăng ảnh vô địch AFF Cup 2022 của phía Thái Lan được truyền thông Indonesia cho là có ý châm biếm bóng đá xứ sở vạn đảo. Trong đó, tờ Bola Time bất ngờ giật tít. Không vô địch SEA Games 2023, Thái Lan lập tức khoe chiến tích mà đội tuyển quốc gia Indonesia không thể giành được. Được biết, trong khi Thái Lan là quốc gia thành công nhất ở AFF Cup với 7 lần đoạt cúp, thì đội tuyển quốc gia Indonesia chưa từng có ngôi vị danh giá này, bởi họ luôn giành ngôi Á quân dù đã 6 lần vào đấy chung kết. Bài đăng của tài khoản bóng đá Thái Lan ngay sau đó nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng của Indonesia. Nhiều người hâm mộ cho rằng Võ Chiến không nên nhắc lại lịch sử vì thực tại họ đã thua đại bàng Garuda ở SEA Games 32. Phải nói thêm, trận chung kết giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia đã đi vào lịch sử theo một cách tồi tệ nhất khi để lại vết nhơ về màn ẩu đà giữa ban huấn luyện và các cầu thủ hai đội, gây chấn động làng thúc cầu khu vực nói riêng và thế giới nói chung. Đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã thành lập ủy ban điều tra do Trung tướng Nimano đứng đầu chỉ đạo để tiến hành mọi công việc liên quan. Ở chiều ngược lại, Liên đoàn bóng đá Indonesia tiết lộ sẽ sớm báo cáo vụ ẩu đả giữa hai đội lên Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA nhằm nhanh chóng tìm ra sự thật để có hình phạt thích đáng với cá nhân tham gia hỗn chiến. Sau chức vô địch SEA Games 32, bóng đá xứ sở vạn đảo tiếp tục đón tin vui khi Liên đoàn bóng đá Argentina thông báo lịch trình thi đấu giao hữu với đội tuyển Indonesia vào ngày 19 tháng 6. Tuy nhiên, phía Liên đoàn bóng đá Indonesia vẫn chần chừ chưa xác nhận thông tin này. Việt Nam nhận tin quan trọng từ AFF sau khi khước từ lợi thế cực lớn. Như thông tin đã đưa trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định từ chối lời mời đăng cai giải U23 Đông Nam Á vì không sắp xếp được kế hoạch tổ chức. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã chọn mặt gửi vàng khi muốn Việt Nam hoặc Thái Lan đứng ra đăng cai giải đấu này. Chính vì thế, khi Việt Nam từ chối, Thái Lan đã trở thành chủ nhà của giải U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8. Mới đây, AFF đã chính thức chốt thời điểm tổ chức buổi lễ bốc thăm chia bảng của giải đấu vào ngày 29 tháng 5 lúc 11 giờ theo giờ Việt Nam. Ở giải U23 Đông Nam Á 2022 được tổ chức tại Campuchia, AFF đã quyết định chia giải thành 3 bảng đấu. Bảng A có sự góp mặt của các đội bóng khá yếu là Đông Timor, Campuchia, Philippines và Brunei. Bảng B chỉ còn là cuộc đối đầu nội bộ của Malaysia và Lào khi Myanmar lẫn Indonesia được rút lui. Nguyên nhân là khi đó giải đấu bị ảnh hưởng lớn vì Covid-19 khiến nhiều đội bóng không đủ quân số. U23 Việt Nam khi đó nằm ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore. Thể thức của giải là 3 đội Nhật Bản cùng với một đội Nhật Bản có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. U23 Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng C và sau đó lần lượt đánh bại Đông Timor rồi Thái Lan để giành chức vô địch. Giải U23 Đông Nam Á được tổ chức 3 lần vào các năm 2005, 2019 và 2022. Ở hai lần gần nhất, Campuchia đều là chủ nhà của giải đấu này. Ba nhà vô địch của giải đấu lần lượt là Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Trong hai lần tham dự, U23 Việt Nam một lần vô địch và một lần về thứ ba. U23 Việt Nam đã sử dụng cầu thủ phần lớn là U21 và một số nhân tố còn lại của U23 để thi đấu tại giải U23 Đông Nam Á 2022, trong khi U22 Thái Lan dùng đội U20. Khả năng cao đến giải U23 Đông Nam Á 2023, VFF cũng sẽ không cử đội U23 mạnh nhất mà có thể để U20 Việt Nam tham dự. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!